Kính chào tất cả các bạn thân yêu của tôi. Thì hôm nay cũng như tất cả các chương trình khác thì tôi cũng chống cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn mà chống cộng cực đoan và bọn dân chủ cội trong nước, gọi tắt là bọn ba que. Đấy. Thì mình gọi ba que cho nó gọn, bọn dân chủ cội và bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài thì mình gọi tắt là bọn ba que. Thì mở đầu thì cái chương trình hôm nay thì tôi cũng nói tiếp về cái chương trình hôm trước, là bọn ba que cứ nói là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay bán đất và bán nước cho Trung Quốc. Thì chúng ta xem là hiện nay chúng ta sẽ chống lại những cái luận điệu của chúng nó, nói là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam bán đất và coi như là hiện nay bán nước cho Trung Quốc. Vâng, thì mở cái đầu chương trình ấy, thì tôi cũng nói về một cái tin nóng trong 1-2 ngày gần đây. Tức là từ ngày 21 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét thẩm tên Nguyễn Dêm và Nguyễn Dêm thì có hai quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, và Phan Echo quốc tịch Mỹ, và 10 bị cáo nữa là có công dân của Việt Nam. Vâng. Phạm tội vào khoản 1 điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì là ngày 22 tháng 8 thì chiều nay thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đọc cái bản án tuyên phạt coi như là Nguyễn Dêm và Phan Echo, đó là hai tên thuộc tổ chức phản động của chính phủ Việt Nam lâm thời của tên Đào Minh Quân, là 14 năm tù, và còn 10 bị cáo khác là từ 5 cho đến 11 năm tù. Vâng, đây là cũng là một cái bản án theo tôi là rất thích đáng để dành cho những kẻ coi như là chống lại đất nước Việt Nam, chống lại cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo. Thì bọn chúng thì khi chưa bị bắt thì chúng đó hùng hổ tuyên bố như thế này thế khác, nhưng mà khi bị bắt rồi thì đứng trước tòa thì kẻ nào cũng run như cầy sấy, và khi được tòa hỏi nói cái lời nói cuối cùng thì chúng nó đều rất ăn năn hối cải và coi như là xin quý tòa giảm án để mà ví dụ về những hai tên ấy, là tên tướng, hai tên mà lãnh đạo trong cái chính phủ mà Việt Nam lâm thời của tên Đào Minh Quân, thì cũng xin tòa coi như là giảm án để mà về có tên thì là coi như là nuôi mẹ già, có tên thì coi như là ốm yếu bệnh tật. Nhưng mà nói chung là bản án 14 năm tù, mà sau khi 14 cho hai tên đấy, tên Nguyễn Dêm và Phan Echo, thì là sau khi mà mãn hạn bản án 14 năm tù thì là chúng nó bị trục xuất ngay khỏi Việt Nam, và chúng nó nếu mà chúng nó còn sống thì cũng không còn cái con đường quay về Việt Nam nữa. Vâng, còn lại là 10 tên là ở trong nước thì cũng nghe theo lời xúi dục của cái tổ chức Đào Minh Quân. Có những tên được phong tỉnh trưởng Quảng Nam, tỉnh trưởng Sài Gòn, tỉnh trưởng Tiền Giang. Đấy, thì chúng nó đúng là gọi là một lũ ngu si đần, chúng nó coi như bị cái sự lừa phỉnh của những kẻ coi như là chúng nó xui dại. Và đứng trước tòa thì tên nào cũng tỏ ra coi như là ăn năn hối cải, tức là tôi chót nghe theo những cái lời coi như là xúi dục của cái bọn kia, cho nên tôi mới làm như thế. Thì là hai cái tên Nguyễn Dêm và Phan Echo thì vào tức là nhập cảnh vào Việt Nam năm 2017, và chúng nó móc nối với một số tên phản động ở trong nước nữa. Thì những tên này được bị lừa phỉnh coi như là được phong các chức tỉnh trưởng Quảng Nam, tỉnh trưởng Quảng Ngãi, hoặc tỉnh trưởng Tiền Giang với tỉnh trưởng Sài Gòn. Thì chúng nó nhằm mục đầu tiên
là chúng nó nhằm mục đích coi như là chúng nó chui vào các đài phát thanh của các tỉnh và chúng nó chèn sóng để mà coi như là chèn sóng của cái thằng Đào Minh Quân vào ấy để mà tuyên truyền ở ở những cái đài phát thanh, và chúng nó coi như in truyền đơn đi giải để mà kêu gọi cái cuộc biểu tình chống nhà máy Phongmosa năm 2017, nhưng tất cả chúng nó đều không qua khỏi cái mắt của cơ quan an ninh và tất cả đều bị tóm gọn. Do vậy cho nên là với cái bản án 14 năm tù cho tên Nguyễn Dêm và tên Phan Châu là hai Việt kiều ở Mỹ là 14 năm tù và các bị cáo khác là 5 đến 11 năm tù, thì đó là một cái bản án theo tôi nghĩ là cũng đúng người đúng tội và phản ánh cái gọi là sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Vâng, qua đây ấy thì tôi thấy là từ tòa xử án từ hôm qua đến bây giờ thì là trước khi xử thì báo chí Việt Nam cũng nêu lên là chúng nó phạm vào cái điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì tất cả những cái bọn bên kia có đứa nào nó kêu gọi chúng nó đâu, có đứa nào biểu tình cho hai cái thằng Việt, tức là cho một cái bà Việt kiều, một bà là bà 62 tuổi rồi và một thằng Việt kiều nữa. Thì đấy, thì là trước kia ví dụ cái vụ thằng Nguyên Nguyễn ấy, thì khi mà ví dụ là nó chỉ cái phạm tội coi như là phá rối, mình tòa xử chúng nó cái tội phá rối trật tự công cộng, thì là khi mà mình tòa xử xong thì là trục xuất ngay tại phiên tòa về khỏi Mỹ, thì là bọn nó rêu rao là chúng coi như cộng sản sợ không dám xử những người coi như là có quốc tịch Mỹ, cái bản án nặng như thế này hay khác, nếu mà xử nặng thì sợ coi như là chính phủ Mỹ đấy. Thì bây giờ ví dụ xử đấy hai tên Việt kiều Mỹ 14 năm tù, từ hôm qua đến giờ thì có một cái thằng dân chủ quậy hoặc cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia có đứa nào mà coi như là kêu gào một tiếng ở đâu nhá, đấy xử hẳn coi như hai thằng đều có hai đứa coi như đều 14 năm tù cả. Đấy, cho nên là đúng như cái lời mà của Bộ Ngoại giao Mỹ, người ta nói là tất cả những cái công dân của nước Mỹ khi sang du lịch hoặc là sang một cái nước mà nước ngoài đều phải tuân thủ cái luật pháp của những nước sở tại. Đó là cái chuyện hiển nhiên thôi. Cho nên là khi mà ví dụ là những người mà có quốc tịch Mỹ thì kể cả là Việt kiều ví dụ về Việt Nam coi như là vi phạm những pháp luật của Việt Nam thì bị coi như xử coi như đúng theo pháp luật Việt Nam, rất đúng người đúng tội. Nhưng mà nói với tất cả các bạn, nhà nước Việt Nam coi như là mình rất là khôn khéo. Ví dụ thằng Nguyên Nguyễn khi mà ở trong tòa án ấy, xử thì là trục xuất tại tòa án, nhưng thằng Nguyên Nguyễn cũng có một cái, tức là nó thành khẩn khai báo đấy, thì là Uyên Nguyễn chỉ là một con tép thôi, mà qua cái sự khai báo của Uyên Nguyễn thì mình đã bắt được một cái tên gọc cơ nhiều, tức là tên Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chính phủ của tên Đào Minh Quân. Vâng, đấy là một cái tin nóng của mình ở tại trong nước trong hai ngày vừa rồi. Và còn ở bên Mỹ ấy, thì sáng này tôi có nghe cỡ khoảng 6 giờ kém thì có người, những anh chị Việt kiều ở bên Mỹ có gửi cho tôi một cái đường like, tức là cũng có một cái vụ bê bối xảy ra của Tổng thống Trump, tức là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi ấy, tức là số cái tiền mà ví dụ ủng hộ bầu cử của Tổng thống Trump thì ví dụ Tổng thống Trump thì dùng cái số tiền đó để mà ví dụ đi vận động vấn đề tranh cử, nhưng vậy cũng coi như là cái thằng gọi là luật sư mà của Tổng thống Trump ấy, tức là ông này ông đã gắn bó với Tổng thống Trump từ cứ khoảng gần 10 năm nay rồi, và vì hiện nay ông Trump lên làm Tổng thống thì ông này vẫn là ông luật sư mà gần như là kiểu thư ký cho Tổng thống Trump ấy, thì là cũng khi mà ví dụ cái số tiền mà tham gia mà kiểu người ta vận động được tranh cử ấy, mà người ta bớt cái số tiền đấy đi để mà chuyển vào cái chuyện và cái tư của cái Tổng thống Trump. Cho nên là cái ông luật sư này, cái tổng số tiền thì
tôi nghe nắng máng không biết là 20 triệu đô hay 130 ngàn đô gì đấy. Thì hình như là 20 triệu đô. Thì ông này, cái ông luật sư này ấy, thì bị xử coi như là 80 năm tù. Tức là sự xử tù hết cuộc đời, và ông không chống án và ông công nhận cái bản án này. Thì chứng tỏ rằng là cái chuyện này là ông ấy công nhận cái tội ông ấy và cái chuyện này là có thật. Và chính Tổng thống Trump buổi sáng nay cũng nói là đây là một cái ngày gọi là ngày đen tối của nước Mỹ. Thì nếu mà theo những cái luật của Mỹ thì theo một số những anh Việt kiều ở Mỹ ấy, thì có khả năng là nếu mà cái vụ án này, cái vụ này ấy, mà đưa ra Quốc hội Mỹ thì Quốc hội ấy, thì hình như là cái lần này đa số là cái đại biểu của Quốc hội đa số là của Đảng Cộng hòa, thì vẫn đưa ra ông Trump ra để mà ví dụ như mình phán quyết. Đấy, thì không biết là sự tình như thế nào, thì hôm nay báo chí Mỹ thì người ta đưa rất là nhiều, thì tôi cũng chỉ vâng, đúng rồi, luật sư riêng của Trump đứng ra nhận tội rồi thì chứng tỏ là cái chuyện đấy là có. Đấy, mà theo luật của Mỹ thì ông Trump là ông phải coi như là Quốc hội Mỹ phải đưa ra cái vấn đề coi như là họp để mà ví dụ xem là có xuất phế cái ghế tổng thống hay không. Vâng, thì cái chuyện này thì nói chung chỉ có từ sáng này cỡ khoảng 6 giờ kém. Thì khi mà cái tin đấy nó rộ lên cỡ 2-3 phút thì người ta đã đưa ra rồi. Đấy, thì Tổng thống Mỹ nói là coi như hôm nay là một ngày đen tối của nước Mỹ, mà không biết là cái vụ này như thế nào thì các bạn hãy chờ đấy. Cho nên là cái chuyện ví dụ ở nước Mỹ thì phát triển cỡ khoảng hơn 200 năm rồi, nhưng mà luật pháp có tất cả các thứ đầy đủ, nhưng mà cũng có cái chuyện gian lận, có chuyện tham ô rất là nhiều. Đó là cái đấy, đúng là Thanh Vũ nói là bẽ mặt nước Mỹ. Vâng, thì cho nên là nhiều khi là Mỹ cứ mang những cái văn minh dân chủ rồi là văn hóa rồi tất cả các thứ tốt đẹp của nước Mỹ mà đi dạy nước khác, thì cái chuyện đấy là không có. Mỗi nước người ta có một cái hoàn cảnh coi như là về văn hóa, về dân trí, về chính trị, tất cả cả các thứ khác nhau, cho nên người ta phải áp dụng những cái thể chế khác nhau. Cho nên tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ ba đời tổng thống Mỹ, ví dụ từ ông Bill Clinton, tổng thống Obama hoặc là tổng thống Trump, bây giờ người ta cũng nói là tất cả coi như ba đời tổng thống đều, các ông đều nói là chúng tôi coi như tôn trọng tất cả các thể chế chính trị mà của các nước ấy, các nước người ta tôn trọng cái thể chế chính trị của các nước mà người ta lựa chọn. Vâng, ông không can thiệp vào những cái thể chế chính trị một các cái khác nhau. Cho nên là cái bọn mà chống cộng cực đoan, chúng nó cứ nói là coi như là chủ nghĩa tư bản tốt thế này thế khác, nhưng mà đối với ví dụ cái nước này là tốt đấy. Hiện nay ví dụ cái thể chế chính trị áp dụng ở một nước này thì tốt, nhưng mà áp dụng ở nước khác chưa chắc đã là tốt. Cho nên mỗi cái thể chế chính trị ở một cái nước khác nhau thì nói chung là nó phải khác nhau. Vâng.